Dạ, em xin chào tất cả bà con cô bác mình ha. Em chào mừng anh em đến với kênh Chim Sắt Đức Thắng anh em. Em với anh Nhi lên tiếp cho anh em một cái con dân ma nở xâm lâm gạt. Không, nở xâm lâm mà nó giờ là bạc đạn. Còn này cái đó cái thùng nước nó mình hết mình vắng đại đó. Dân ma nở xâm lâm chắc cái này bản C hay bản gì anh em ơi. Mà cái này là bá dây nước anh em. Cái này em xin đính chính lời nha, bị cái máy này là ở đây rồi anh Nhi nói đọc theo cái này là giờ, nhưng mà tại cái này cái thùng nước, cái đùng nước hồi đó về nó bị nứt. Mà cái máy này như bỏ lâu lắm hả trời. Đúng rồi, cái máy này bỏ lâu. Bỏ nằm ngoài này luôn, không ai động, nhưng mà không có ngỡ máy nó ngon vậy luôn á. Đúng rồi, cái máy này là bảo đảm với anh em như bà con cô bác mình là rất là ngon. Mà nó chỉ có tội nặng nhất là nó mẻ mỏ này nè. Nó mẻ mỏ à. Đó, cái mẻ nó mỏ, mẻ nó mỏ thôi. Nhìn nè, cái con ốc mà để chỉnh mấy cái này nè, cân nè, mấy con cái cái bét là không đụng gì tới luôn, có dàn bơm cực kỳ tốt luôn. Cái máy mà chạy không rơi mới khó. Cái máy thì chị lăn lóc trời. Chị rất là tịch. Rồi để tí xíu nữa tại sao mày nói tịch cho anh em mình nghe. Cái này là bữa nay mấy đứa nó hay cái dầu nữa, dặn không mấy dầu có nhiễu nè. Trời đi nữa mày kiểm tra lại cho anh em. Trời ơi, nó bỏ nó còn ra dữ nữa. Nó còn ra dữ dạ chạy đi. Kỳ dạ. Chạy đi thôi mình qua cho anh em này nữa mình kiểm tra. Ờ rồi chạy giọt 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 luôn rồi. Trời ơi, trời cái gì vậy? Dạ. Kỳ vậy. Nó giờ gì nè anh em. Nó dùng rồi để em Nhi nó mở ra rồi gắn lại cho anh em coi chừng nó không bỏ gôn giống luôn á vậy trời. Lỡ rồi đây em dặn luôn đi anh em ơi. Không có xin chống luôn cái gì mà. Không có xin đổ đây nè Nhi. Anh nhau không có xin luôn hả? Có xin thôi đâu. Trời ơi, bó tay luôn rồi. Đây, giáo nhí này nó chưa cái hành. Ngoại hình thì nó này nó để nở xâm lâm nè. Mà để tí xíu nữa em quay cái máy này, em dừng đi quay rồi nhờ anh em nghe cái tiếng máy anh em nhận xét nha. Ok. Cái chân nền này nó còn nguyên xi nè. Cái này mình tề ra mình để cho nó gọn. Cái dòng này là bê tông 80 ly, bánh dấn thì xài chung với đất 70. Anh em lưu ý giùm em nha. Cái đồng dầu thì nó thật sự với anh em là nó chắc ông này để mình đang nghiêng ra mình đẩy nó chảy ngang đi. Đúng rồi. Là cái thùng dầu nó không có. Rồi lắp kiếm cái thùng dầu nào không lủng gắn vô cho anh em, nhưng mà cái thùng dầu nó cũng xấu quắc luôn. Nói chung là xấu quắc. Cái máy thì em nói thật sự với anh em là máy rất là tốt. Đặc biệt là hồi em quay cho anh em mình nghe tiếng nha. Nhưng mà ngoại hình thì nó không còn gì hết. Cái dung nhan nó là nó tàn tạ, nó dùng chữ tàn tạ. Em nó mua để đồng cái ruộng thì mấy con máy này thì đúng bài luôn anh em ơi. Nó thiệt máy chắc lắm. Nhưng mà có con cái bình dầu nó không có được đẹp thôi. Rồi. Ngoại hình thì máy nó gì đây, bị cái này chắc ăn anh em là không có sợ lộn với cái máy nào vậy, thì nó vô dạng nó dạng nó lai. Anh em coi cái thùng nước nè, thùng nước là thùng nước khác nè, thùng dầu cũng lụm ông này gắn bà kia nè. Nhưng mà thường thường ông này bà kia kết hợp cái nó nhiều cái nó sướng lắm anh em ơi. 0024 còn hậu quả tính sau thì em không biết nha. Không cần cái lúc đầu em thấy là sướng rồi đó. 0024 57. Không có, nói chung từ cái phần mà từ bình dầu nước lên là máy nguyên xi nghe nè, không đụng gì tới luôn đó. Máy thì em bảo đảm anh em là nguyên xi, không đụng gì tới luôn. Nhưng mà chỉ có là can thiệp là nói chung cái dòng ngoài là thùng dầu thùng nước thì đúng rồi đó. Là can thiệp hết. Để em nhờ Nhi test hàng cho bà con cô bác mình ha. Còn nắp dầu với cái lượt thì nữa em gắn vô. Anh em nghe cái bơm nè anh em. Cái bơm gì đó? Nó bơm gì đó, quay lại nó bơm tỉnh tiếng luôn á. Nó thật sự. Máy chạy rồi nghe tiếng nó chất. Ủa, thấy đâu nè, nó giật nè, nó giật ba cái bộ đó nè. Có phải là khối ăn gì đâu. Nó rất là đã luôn á. Ê, cái nhỏ rồi. Đừng có hụt dầu á, nãy dầu thùng dầu nước không. Mấy đứa cháu nó rửa anh không đậy nắp. Nó bơm gì đó. Ăn tôi lỡ mở rồi nè. Quá đậu rồi nó nặng luôn á. Tức quá. Người tôi máy biết rồi. Tôi máy thì nó nói này. Lỗ luôn á, thật sự luôn nè. Nó nghe đi. Không, thôi không có khăn nào nè. Vậy nè, nó cái máy xấu tàn thôi chứ không bỏ này anh em. Thật sự là cái máy này nó tự chơi công tự bằng tiếng này không có bụng gì đó luôn nè. Để em kiếm bằng dầu bình nước gắn luôn cho thôi bộ coi nè. Nghe dùng là nó lai ở trên. Ở trên này nó lai. Nó chạy vậy không nè. Nó lai giống hệt carbon như là. Mà nó biết sao nhưng mà bảo đảm anh em là rất máy rất là chất lượng.
chỉ có điều là cái thùng dầu thùng nước nó lai nhiều quá. Anh em mà không chơi nó để cái mỏ này với hai cái này nè anh em, để đồng để ruộng ngon lắm em ơi. Rồi rồi em cũng báo giá với anh em mình luôn, thì cái thời lượng thời gian mình cũng kéo dài quá, cái máy này nó nặng tội nhất, cái chỗ lai ra thì không nói gì nhưng mà cái mỏ nó mẻ. Nhưng mà mình vẫn quay bình thường, nhưng mà mẻ thì anh em mình nói vẫn nó mẻ. Dạ đúng rồi, thì nó mẻ đem báo cho anh em mình ha. Nhưng mà máy chạy rất rất tốt nếu anh em mà anh em nào mà không cần bình dầu bình nước ha. Để đồng để ruộng bơm thì lột cái này ra máy này chạy rất là chắc. Rồi em cũng xin báo giá anh em mình luôn, cái máy này em bán anh em là 3,1 triệu, phí ship 400. Anh em nào làm được hú em ha. Đặc biệt là máy này bỏ đồng bơm nước tuyệt vời luôn em ơi. Lấy chơi chân thịt thịt vô cho nó đen thù lù luôn. Rồi chào tạm biệt anh em, cảm ơn em nhiều nha.